Tàng đang đi mua gạo nha cô chú anh chị để giúp cho hoàn cảnh. Anh đang ngủ mà thầy ngoài. Anh ở bên Iowa hỗ trợ cho 30 đô la là được 750.000, Tàng đổi là 750.000. Mua gạo 18. Thì nhân cho là 18. 18 nhân cho như được 40 kg á. Đúng rồi, là được 720.000 này cô chú anh chị. Mình sẽ lấy 40 kg gạo. Thì cho nhân vật nào thì cô chú anh chị theo chân vợ chồng Lực Tàng để mà biết nha. Bây giờ là cũng 2 giờ chiều. Vợ chồng Lực Tàng cũng tranh thủ đi quay clip để cho cô chú anh chị nắm bắt trong những cái hoàn cảnh mà Lực Tàng đang trợ giúp á, thì có một số hoàn cảnh là cũng có cô chú anh chị thương để mà hỗ trợ. Thì Lực Tàng cũng cố gắng là được bao nhiêu ký bấy nhiêu để nhận để hỗ trợ cho họ. Đó, thì ngày hôm nay là đi mua gạo, rồi sau đó là sẽ mua một số cái vấn đề ngoài đây nữa nè. Đây. Chú thấy cái gì không? Đây. Gạo là phần quà của anh bên Iowa gửi về. Mình lấy 40 kg. Gạo 18 là ngon rồi cô chú anh chị. Bây giờ vợ qua bên đường kia mua lấy 2 kg thịt heo. Với lại một ít trứng. Trứng nhà anh đây bán hả? Có không? Ờ, mua trứng đây luôn. Vậy thì mình qua đây nó mình mua 2 cái thịt heo sau rồi mình đây là ở đây mình mua trứng. À đây nè. Trời ơi, trứng quá trời đi. Tí nữa. Mua trứng mà về. Để một bao đó. Để một bao thôi. Để một bao thôi cũng được anh. Mua cái trứng mà để về mà nấu thịt kho trứng á. Mua cho thịt thiệt á. Trứng đó là trứng gì? Trứng gà. Trứng gà hả? Thịt kho trứng là kho trứng gà hả? À. Mình sẽ mua thịt heo bên này luôn, đi qua đó mua 2 kg đi. 2 kg họ ăn chứ không có nhiều quá họ không ăn hết. À, cầm bóp đi qua mua đi coi hết nhiều thì tính. Cái phần thịt heo này với lại phần trứng là của em dâu của anh hai Jimmy mua hỗ trợ cho nhân vật. Nhân vật ngày hôm nay lại tiếp tục nhận một niềm vui của vợ chồng Lực Tàng làm nhịp cầu nối của các cô chú mạnh thường quân gửi về nhá. Ở đây là chiều lại là họ bán dọc đường, đây là chợ tự phát thôi chú chị. Tức là thịt cá rau rá đồ này kia ở đây cũng khá là nhiều. Bây giờ trưa nắng. Bên đây là bán tôm mực đồ này kia. Tôm càng 230 kg một ký. 230.000 một ký nè. Cá kèo này, cá chạch này, tươi sống các loại. Trứng gà, trứng vịt thì bao nhiêu anh? 30. Trứng vịt 30, trứng gà 28. 28.000 chục đó. Vậy em lấy cho em chục trứng gà, chục trứng vịt đi. Lấy hai loại. Mua chục trứng gà, chục trứng vịt là chưa hết 100.000 là được 20 trứng rồi cô chú anh chị. Bây giờ 2 kg thịt heo nấu lên là có ăn thoải mái rồi. Ở đây Lực Tàng sẽ cho là 30 là 60.000 tiền trứng, 58.000 tiền trứng. 20 trái có 58.000 nên mình mua ngay đại lý nó rẻ cô chú anh chị. Thịt heo thì không biết là bao nhiêu, để qua rồi tính luôn. Có tiền cho anh. Rồi ok, 778.000 cả trứng cả gạo. 220 hả? 250. 250 à? Với lại trứng cho là 300 đi. Sử dụng hết của em dâu anh hai Jimmy. 250 kg nhưng mà cắt lỡ cắt lại đây luôn. Rồi. Sử dụng của em dâu của anh hai Jimmy là 250 cộng với 60.000 tiền trứng nữa là 301. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến thẳng về nhân vật nha. Rồi cảm ơn anh bánh gạo, bán gạo nhiều nha, đang ngủ trưa kêu dậy. Bây giờ Lực Tàng sẽ mua thêm một thùng sữa con bò ở đây nữa. Đây là phần quà của tiếp theo của em dâu anh hai Jimmy luôn. Một nhân vật mà cô chú anh chị là theo dõi thì cũng có rất là nhiều người không thích, nhưng mà bên phía em dâu của anh hai Jimmy thì lại thích hình ảnh của con bé nhỏ, nó rất là dễ thương, cho nên là chị muốn hỗ trợ về để cho bé này không bị đói. Thì cô chú anh chị thấy là trước
cái màn hình của cô chú anh chị. Đây là hình ảnh của một cô gái mà có lẽ rằng cô chú anh chị cũng đang rất là tức cô gái này. Không ai thích cô gái này cả. Nhưng mà cũng có người ghét người thương. Thì Lưu Tàng cũng chỉ biết là làm nhịp cầu nối để mà trợ giúp cho họ thôi, chứ không biết nói gì hơn. Thì bây giờ là họ cũng đang tập trung để mà lo buôn bán, để làm ăn, để mà chuẩn bị đẻ con. Đây cô chú anh chị đang mang bầu trong bụng nữa. Nên là Lưu Tàng cũng rất là thương cảm cho những cái hoàn cảnh như thế này. Cho nên là cũng cô chú anh chị nào theo dõi thì cũng hết sức là thông cảm cho Lưu Tàng nha. Chứ cũng không biết phải nói gì hơn. Họ khổ thì mình giúp. Giúp ai cũng là giúp, nhưng mà khi mà đã giúp rồi thì mình cũng phải cố gắng hết sức để cho nhân vật của mình nó đạt tiêu chuẩn một chút xíu. Dù họ có cái vấn đề gì thì họ khổ mới cần sự trợ giúp của mình cô chú anh chị. Cho nên là mình cũng mở lòng chút xíu nha cô chú anh chị nha. Bao nhiêu? 320.000. 320 cộng với 301 là 630 rồi. 630, ok. Của em dâu anh hai là 630. Đặt đằng sau hay là đằng trước đây luôn đi nè. Anh đây. Trước sau cần đến nãy. Rồi ok. Bây giờ chạy lại đây coi nó đang bán cái gì đây này. Mẹ có mấy đứa nhỏ đây. À, trời sắp mưa rồi. À hello em. Hello em, sửa nè, nhanh lên, nhanh lên. Sửa nè. Bao này bao gì vậy? Hả? Bao gì? Bao nuôi sống chứ bao gì? Bao nuôi sống người. Sửa em nè. Sửa em nè. Nó sửa nè, ta ôm sửa. Ôm nó sửa nha. Cho 500.000. Cái gì 500.000? Bán mấy triệu từng cái đó. Đây nó sửa. Chào chú. Chào chú. Đây, hôm bữa lấy hàng về thì ngày hôm nay đã ra bán ở đây rồi cô chú anh chị nè. Chiến thứ hai. Nè, bằng khô chân là bán chiến thứ trước 3 triệu rồi còn bán rồi lỗ rồi còn dư còn bằng khô chân. Ngon dữ hả? Khô cá lóc hay gì đây? Cá lóc đồng đó. Cá lóc đồng luôn. Dạ. Chết chân không có nào bán được không? Ngon lắm cô chú anh chị. À, thơm lắm. Mới lấy cá gì vậy nè? Vừa mới lên luôn nè. Rồi, quá trời luôn, khô cá lóc, rồi rau. Rau khoai bà trồng đây hay là rau khoai đâu đây? Trồng đó. Nè con cá bà trồng mà rau ngon như thế này hả? Sao con thấy ở đâu có mà rau ngon như thế này đây? Ôi. Ngoài hè đó mình đó. Làm sao đó hả? Ừ. Rau non dữ hả? Mẹ ơi. Bữa nay thân vậy non. À, vậy tí bán cho cháu để cháu về cháu ăn là được đúng rồi. Nè, quay rau cho cô chú anh chị nhìn này. Nè, tôm tươi nè. Toàn rau vườn không á, rau trồng á. Mưa kìa, mưa tối rồi. Cái cây làm sao hái đây hả? Đó, chắc chà, ngon nha. Bữa hôm chắc được bán được 20 ngàn, bữa nay được cái nhân bó. À, bây giờ trời mưa rồi, cá lấy dưới Long An về đây. Dạ. Lấy về đợt rồi chưa, mẹ nó ngủ tất cả luôn rồi. Mưa quá trời mưa nữa, mới dọn cá mưa rồi. Mưa mất tiêu rồi, giờ làm sao đây? Cá sống gian bỏ đá vô nhà, bỏ đá vô vậy đó, chơi vậy đó, chơi không à. Chợ đầu chợ không biết. Đây có chú anh chị nè, cá nè. Là lấy dưới Long An về đây. Mới dọn cá mưa. Chà, cá lóc đồng luôn. Cá đồng không. Con này là con gì đây? Con cá chạch. Chạch. Cá rô. Cá gô. À, cá gô, cá gô. Cá gô. À, cá này là kêu bằng miền Nam kêu bằng cá trầu. Cá trầu. Cái này là cá y, cá y. À, đây là khô. Còn đây là cá trê. Ôi chà, cá trê nè, cá trê nhiều không? Toàn loại nhỏ nhỏ không à? Ô chà. Lóc đồng. Con gì nữa? Ếch hả? Ếch đồng hả? Dạ. À chà. Bán đồ nhà không á? Đồ ngon không đó. Bây giờ mưa rồi làm sao? Trời ơi, yêu quái yêu tình kéo đến đây quá trời rồi cô chú anh chị ơi. Mưa đem đen lại rồi. À thằng nhớ đâu rồi? Rượu nhớ ra ôm gạo vô nhanh không có là mưa ướt. Nhanh nhanh lên ướt. Rồi là bán chín này là chín thứ hai. Sáng bán hết một lần rồi. Bán cách này 2 ngày. 2 ngày bán rồi. Là bao nhiêu đây, là bao nhiêu vốn đây hả? Đây là triệu mấy triệu mấy mà nhiều vậy hả? Dạ. À.
Là chuyến trước em bán hết luôn đúng không? Dạ. Là ok rồi ha. Ok. Là chuyến này là chuyến thứ hai. Dạ. Chuyến thứ hai đó là 5 ngày đó. Đó, vậy là ok, năm ngày là 2 chuyến, mà chuyến này là mình bán chắc khoảng ngày 2 ngày là hết. Ha. 2 ngày. 2 ngày là hết thì là mình sẽ có lời. Cũng được vài trăm. Dạ. Ờ, vậy là ok rồi đó. Bây giờ mưa như thế này không biết có ai đến mua không đây. Tự nhiên đang dọn ra cái mưa gì. Ờ, cá sặc à. Sặc khô à. Để ôm gạo, bà không ôm nổi đâu. Nhiều lắm. Mưa nhớ đâu rồi. Ra ôm gạo của em. Mới đi lấy cá về hả? Mới về đi dậu. Nè, mày bác nổi không? Ê, đi vai đi cái gì? Rồi, có đi. Bà cầm trứng vào luôn. Trứng của bà đó. Ừ. Của bà hết đó. Trứng rồi thịt đây. Chiều nay nấu thịt con trứng. Thịt luôn. Rồi, cảm ơn anh cậu chú nha. Rồi để nó đi vô đi, không có mưa ướt đã. Ô trời ơi. Đây như thế. Đây đây vô. Mưa lớn làm sao mà. Trời ơi, cá mắm ở ngoài đó tùm lum mà, mưa. Mưa. Coi cá ngoài đó cho mà vợ mày kìa. Rồi, đi vào đây đem có mưa. Đó. À, mưa phá kìa cho chúng. Vô quá vô tình nó kéo về đây là đây. Đây không có mưa phá mọi người. Đúng rồi, đi đi. Nhanh. Mưa phá. Phá vô cả đây luôn rồi chú chị. Đó ơi. Hai mưa lớn dã man không. À, rồi hai đứa kia nó không vô rồi ướt hết nó rồi sao ta? Chắc ướt hết rồi. Xe lực tàng đang vứt ngoài đó, chưa rút chìa khóa luôn rồi chú anh chị. À, rút đây rồi, rút rồi cô. Đi vô đây cô, rút rồi. Con ướt. À. Yeah. Sao? Này đi học ha. Đi học mà bây giờ chưa có giấy tờ gì, đã có cặp đi học rồi ha. À, cái tủ lạnh này ở trên tụi nó mang xuống đây hả? Nó ừ, chết đây mà bán trên sao? Để cho khoảng trơn đó. Tức là cái nào mà mình bán dư là mình sẽ phơi khô lên. Ừ. À, cũng được. Vậy là đâu có tới mất mát đi đâu đâu. À, nước ngọt đồ này kia ngon lành ha, nay nhiều món còn gì nữa. Nó chở về nguyên hũ đi luôn. Ờ. Nó chở cái gì à? Đang cái tủ lạnh aqua này ngon. Con có hai cái giết. Hai cái giết. Có biết viết giết chưa? À. Chú thịt đem thịt trứng gạo đâu mà nhiều quá vậy? Ở đâu hả? Ở bên Mỹ á. Trời ơi. Mới ra sân bay rước lấy gạo với lấy thịt về đó. Ôi trời, được ba cái gạo mừng quá rồi, không mừng bằng cái gạo. Gạo có gạo ăn là mừng rồi. Cho tiền không mừng mà cho gạo mừng á. Cho gạo mừng. À. Đó, thấy chưa? Hôm bữa là cầu sợ lo hết gạo, bữa nay mang cho một bao nặng. Gạo nó về đó xanh, không có gạo nó ăn rồi, giờ có gạo ăn mừng quá rồi. Mừng chưa? Mừng rồi. Sữa cho em bé đó mà bữa mua hết chưa? Đó, còn thùng nữa, còn mấy thịt đó. À, bữa nay tiếp tục thùng mới rồi ha. Ok. Ừ. Là nhiều quá hả? Hôm nay bất ngờ quá hả? Bất ngờ thiệt, nhưng không điện nữa, trời ơi trời, ai điện gì trời? Cứ thấy cháu điện là có tin vui đúng không? Ừ. À. Nó gọi chú Tàu ủng hộ rồi, chú Tàu có ủng hộ mày rồi. Ủng hộ á. Là bán là chắc mấy bữa đầu nói chung là bán hết nhưng mà cũng khó khăn ha. Tại vì cái điện mới. Bán bữa đầu không là bán không chậm, không, bà họ không chạy không. Bởi người ta bán cái trời, bà bán cái linh nó chậm đầu lắm rồi. Ừ. Chậm điện mới mà. Bán không ấy, ở đây nó dân công nó mặn nó chê rẻ mắc thì nó mắc mua không mua. À. Bây giờ mới rồi thì nếu như mà những cái đồ nào bán không hết thì mình có thể phơi lên thì nó đâu có mất đâu được. Phơi mất ký đó. À. 3 ký dồn còn ký thật. Nhưng mà đồ nó lại mắc hơn. Ở dưới 3 ký lấy giá 101 rồi cái lắm quá. Thì bây giờ mình bán giá của cái này cao lên để nó bán 130 đó, mọi cá bị gì đây ngộp trơn rồi cái bán lỗ luôn, bán về vốn lấy 100 rồi nó cũng không chê lên xuống. À, là chín đầu là hồi vốn rồi đúng không? Ừ, chín đầu hồi vốn là được rồi. Ừ, lỗ 1 ký 20 ngàn nó còn chê lên xuống mà bắt bằng đầu ruột bỏ chân nữa. À, nói chung là chín vừa rồi đây là lấy về là bán hết nhưng mà bị chết cho nên là mình phơi lên. Ôi thì đó. Là hồi vốn.
nó nhớt á. Nội bằng đầu là xương là bỏ trơn toàn bộ cho, còn thịt không là vậy đó. Bỏ hết luôn thịt, xương rồi đầu thì là mới đầu về thì mình lấy ít thôi. Thôi đây rồi ha. Hai vợ chồng ở dưới về với nó tham rồi người ta bán thiếu cho nó rồi lớp nó lấy, trời tao nó nhăn lu bu trở lên lum xum lum xum. Xe thì chết lên xuống, cái xe chết chừng 30 lần vậy đó. Từ dưới chở lên đây á. Xe máy luôn đó. Chở nó é nhẹ nó dồn cứng ngắt cái chân luôn, một xe lên hết hồn lớp chở vợ nữa rồi lớp sao cá lắm. Ta lấy mà không có oxy mà lấy chi cho nhiều nó chết hết chứ. Lên trời nắng đi trời nắng chết trơn. Nguyên thùng luôn. Nói chung là vốn còn giữ lại để mà bữa nay lấy được cái chuyến thứ hai này là cũng được rồi. Trời ơi. Bây giờ xoay sở đi. Lấy về nhà nằm sải tay tu với đó mà người gì trong mùng mùng sải tay nằm giờ. Không lời nhưng mà lỗ không bao nhiêu, vẫn còn vốn để bán. Coi như chín đầu là vạn sự khởi đầu nan. Không biết gì nó khóc bây giờ. Hết cái gì mà ghê vậy? Nó về bằng cá xong chân nó ghê vô cổng. Không biết gì ổng thằng chồng nói gì ngồi khóc. Hỏi khóc gì nó không nói chứ. À là lỗ chút xíu với lại cá chết nhiều quá khóc ha. Khóc hồi nãy hai đứa chồng làm gì biết, bộ chồng la chồng chữ gì mới ngồi khóc. Rồi khóc hỏi mày cái gì khóc vậy? Nói không có gì chứ, mà ngồi khóc bước ra đây ngồi khóc. Còn thằng Dí nhắn tin qua nói gì nè. Ở nhà mày nuôi mẹ đi, anh không có về nữa. Từ đây tới sau anh không về mẹ nữa đâu. Bỏ mày lo cho mẹ đi, anh không về lo cho mẹ đâu. Tôi ngồi tôi khóc. Nó từ tôi rồi, bữa từ đó giờ đó. Cái gì nó giận tôi cái gì á. Con chút xíu cũng giận hờn. Tôi nói tôi đau bệnh á, tôi nói biết ngày nào sống ngày nào chết. Tao lấy từ gì tôi sau này tôi mất rồi, đi về đó nó không khóc rồi cũng muộn rồi. Ngay đi tàu biển nữa rồi đó. Ngay nó bỏ nhà đi tàu biển nữa rồi đó. Đi rồi đó. Con Nhi về đây nó đi rồi đó. Con về tôi luôn. Đó, ướt lũ nữa rồi. Gom xong cá chưa? Bụng thục rồi đó, đau bụng qua nay đó. Chắc nay môi về xanh rồi. Xanh mẹ rồi đi. Không tiền tính không tiền. Từ tàu vừa đến cái mưa. Không tiền tính không tiền với xanh mẹ đi. Hả? Hay là do anh đền quá, chắc anh đền quá đúng không? À, hay là anh mang gạo đến rồi trời thương quá trời khóc luôn, chắc vậy quá. Thằng nhớ chắc ướt hết luôn rồi. Rồi cái này chắc nó mưa chút xíu nó tạnh thôi cô chú gì. Tạnh đi ông ơi, để cho bán cá ông ơi, nó bán tới 8 giờ tối mà. Rồi hổng bán tới 8 cái giờ. Thằng anh của con bé này nè thì nó nói vậy thôi chứ nó không có bỏ bà đâu mà bà lo. Bỏ rồi nó hù vậy đó. Không hù, nó nói chuyện năm rồi gì năm trước thì lúc mà đi tàu biển đó. Nó nói đi, mẹ nhà yên tâm nha, con đi chừng nào con mừng, con kiếm được 100 triệu con về sao cho mẹ một con đất. Là con mẹ yên tâm. Rồi đi rồi người ta bắt nó luôn một năm trời đó. Nó mới về được, về còn giờ đi nữa rồi đó. Là khi nào nó đi, nó tính đi tàu biển phía bà. Đi rồi à? Đi rồi, đâu còn nữa, đi mất tiêu rồi. À. Nó nhắn tin lên nhỏ này nè, nói với mẹ nhà nuôi mẹ đi, anh không có về nữa, từ đây sau mẹ có mất anh cũng về. À. Tin vậy đó, tôi ngồi đi khóc không vậy. Sao mà đi nhanh vậy, sao nó có rẻ mà sao mà nó đi nhanh vậy. Trời ơi, tính nó tôi biết mà, biết nó đi năm rồi, năm trước vậy. Đi rồi tới một năm người ta bắt một năm bánh, bên Trung Quốc bắt bánh. Cái tiền người ta chuột có về 100 triệu về, nó về đây được, nó chạy thăm tôi. Rồi tới giờ đi nữa đó. Thôi chứ này nó đi nó khôn rồi thì cứ để cho nó đi. Mai mốt nó biết đâu nó đi rồi nó giàu rồi nó về rồi nó lo cho mẹ. Nó đi nó bỏ sim nó không còn điện thoại á. Điện được, không điện được tôi kêu trời luôn, con nó mất nó tiêu rồi. Là lo cho nó là không biết sống chết gì ha. Chỉ có hai đứa con à, bây giờ nói với thằng Dí, nói với nhà con Nhi. Giờ nó đi nó bỏ tôi nữa rồi. Về gia đình này thăm tôi rồi, sau này tôi bệnh, tôi nói tôi bệnh mà, tôi đâu có mạnh khỏi đâu. Thế vậy chứ tôi bệnh cho mình vậy lắm luôn. Bác sĩ biết mà, cũng tại tôi muốn nói ra. Bác sĩ nói ngày nào bà sống với cháu thì bà cứ ăn uống vui thoải mái đi. Bà lại cứ gầu lo nữa. Bà đâu đồ lo nữa thì bà cho bà ngã xuống rồi, hai đứa cháu bà không ai nuôi. Không về tôi ngồi tôi nói nó bỏ tao nữa rồi đó.
Còn hay là có khi nó hù bà vậy thôi chứ nó đang ở đâu. Nó đi rồi, chú hỏi Y Nhi đi, nó đi rồi. À. Nó nhắn tin, với em, nó giờ mày dở gì sống với mẹ đi. Từ để sau anh có về nữa đâu, sống với mẹ đi. Ngồi được tóc. Đi nó giận tao có gì mà đi, nó giận tao có gì. Tao có nói gì đâu mà giận tao. Bữa tao nói tao hỏi con tiền đâu rồi, hỏi vậy chứ có gì đâu mà giận. Nó sống cho con tiền nó cũng một năm mấy năm trời đó, bây giờ á chia tay rồi nó cũng chơi đi trở lại. Giờ nó đi rồi thôi chứ khóc có làm được cái gì đâu. Bởi vậy mới nói mày sợ đi tàu biển là nó chết mày chú ơi. Sao chết được? Người ta bắt mày á, tàu biển bây giờ biết nó chìm. Biết bao nhiêu người ta đang đi bình thường đó mà có gì đâu mà. Cứ yên tâm đi, không phải lo đâu. Cái tàu biển ông chủ đó là toàn đi qua biên giới không à, chứ mới bên đây nó cào biên giới không á. À, thì bây giờ nó muốn chết thì cho nó chết thì chứ giờ sao nó muốn đi thì cho nó đi. Lo cái gì đâu. Ông chủ đi qua biên giới không à, bởi nó cào bên mình đâu. Nó lớn rồi chứ đâu phải nó nhỏ nữa đâu. Trước nhỏ thì nó bị này kia chứ bây giờ nó lớn nó phải tìm cái chỗ nào uy tín là nó đi chứ. Đâu phải là thích là nó đi đâu. Tôi mất rồi, nó không thấy mặt tôi nè, tôi nói rồi. Tôi giấu con thôi cho bác sĩ nói, tôi bệnh dữ lắm, tôi đâu có được mà mạnh như người ta đâu. Hai đêm nay tôi thấy nhỏ về đây nè, nó không có tiền. Nó lỗ tiền cá, cái nó đồn ngồi nó khóc. Tôi ngủ được, tôi vô ra tôi lo nó xanh, không biết là tiền ở đâu mà nó xanh. Ngồi khóc, rồi nó hai chồng nó cũng vậy, ngồi cũng ngủ giống. Rồi nợ người ta đòi nữa, giờ công ty đòi nợ 7 triệu bạc bánh á. Sao nợ đâu mà nhiều dữ hả? Nó mượn công ty rồi lúc trước đó, đóng tiền nhà cửa nó mượn 7 triệu. Ừ. Bây giờ nó kêu thằng nhớ qua trở lại vẫn làm đi, còn không trở lại làm là tao kêu dân hồ xử thằng nhớ. Ừ. Bây giờ tôi ngồi tôi khóc, tôi nói biết sao giờ mày gắn bên đây kiếm việc làm đi, rằng mày xin việc làm bên đây đi rồi còn mặn rồi xong kiếm tiền cũng trả lại bển. Nó bắt buộc thằng nhớ làm mà chứ không có trả lại nó không có lấy. Thằng nhớ làm. Nợ bao nhiêu thì trả chứ làm rồi trả chứ sao lại bắt buộc đi làm là sao? 7 triệu bạc mà nó cũng trong đó nó mặn á là nó cũng lãnh trên 7 triệu nữa. Mà người ta không trả lương cho nó nghỉ ngang vậy nè. Ừ. Bây giờ ta không trả lương mà còn nợ cũ người ta đòi. Ta đòi xử nó hai chồng ngồi trong cũng ngủ khóc luôn á. Nó bây giờ đủ gầu đủ ruột đủ sao chuyện. Mà nhà bà rối dữ hả? Thiệt tôi gầu lắm chú ơi à, thiệt rối quá rối. Tôi ngủ không được chứ mấy đêm gài tôi thấy nó đau bụng rồi. Có tiền không có hai chồng ngồi gầu tôi cũng thối ruột với ăn. Tôi nằm chỉ bao hôm tôi thấy tôi ôm một đống tiền luôn. Ôm đống tiền? Ôm đống tiền tôi sợ dân hồ cấp tôi giấu biết nhưng mà bố bạc dùng cùng voi nè. Tôi thấy giấy 500 có một đống mà tôi không biết tiền ở đâu có một bố quá trời. À tiền là số mấy anh hai? Cái đầu tôi giấu quá trời giấu giật mình luôn. Để ra làm pháp để đổi đời ấy coi. Sáng tôi nói trời ơi chắc mẹ định đi lấy số bán coi chừng cái trúng số gì đây. Ừ. Định lấy số bán 7 nữa nè. Hay là bữa nay con mang bao gạo xuống đó là hỗ trợ cho là giống như trúng số rồi còn gì. Hả? Mới thấy đêm hôm đó, rồi sáng ngồi nói mẹ thấy tiền quá trời luôn mà tao giấu tới dân hồ sợ hồ lấy tao giấu quá thì giấu luôn một bó bự bự luôn tiền giấy à. Lớn không. Mà không biết tiền ở đâu mẹ thấy một bó tiền đưa cho mẹ quá trời bó tiền. Hay là có khi nào mà nghĩ đến tiền nhiều quá không rồi mơ? Không biết, nằm tại gầu quá rồi ngủ xuống không thấy gì đó. Được rồi, thì yên tâm đi, nếu mà tình hình như vậy là mơ là chuẩn bị là có rồi đó. Chuẩn bị là giàu rồi đó, không phải lo rồi đâu. Gầu nó ước gì có dài mà 9-10 triệu, 20 triệu đi xây sở gia đình cho vợ chồng đó. À. Nợ nần với nợ nần quánh hết trơn đó. Yên nặng chứ, nó vợ chồng nó mần nó sống để đây người ta mướt tới dân hồ có chém nó chết nữa. Chủ công ty mà đâu vừa nó thấy dân hồ quá chém chết thằng này nữa. Trốn hả? Trốn hả? Nằm xuống uống sữa đi. Nằm xuống uống nước đi. Quậy lắm nó giờ. Uống nước đi. Biết kêu nói chuyện rồi đó. Chuyện được vài tiếng rồi đó. Ừ. Kêu ba kêu anh rồi chân đó. Rồi. Chuối còn không? Trời ơi nói chuối. Tôi thằng nhớ chặt buồn chuối đi ra ngoài bể rồi lỗ bán không đủ buồn chuối rồi giờ còn buồn nữa mà ta đặt cọc 500 rồi. Cái con nhỏ bú tóc này đặt cọc 500 giờ chuối chuột ăn hết trơn từ trái thì trái chân. Sao kỳ vậy? Chuột lên đi chèo nó ăn hết trơn luôn nó dậm nhừ trái chuối chân.
sao bà không để ý nó mà bà để cho nó chuột nó ăn hết là sao? Trời ơi, phải tôi chiều nó chặt bán nữa đó. Tại cổ là chặt một buồng rồi à? Cổ là cặp rồi, là cọc buồng chú Đẳng rồi, là cọc tôi bán rồi, tôi bán chú. Một buồng 500. Đặt cọc thôi, đặt cọc 500 đi nữa mình trả lại người ta. Giờ người ta đặt cọc 500 rồi, giờ buồng chú ở này kế bên á. Một buồng hay là năm buồng? Một buồng. À, một buồng. Còn buồng chú đã thuốc Đẳng rồi hổng chú coi đó, đúng tôi bán rồi, được 300 mấy gần 400. Rồi buồn đằng này buồn giữa đó là buồn giữa buồn chú thấy này đó giờ cô đặt cọc rồi mà chuột nó ăn hai ba trái rồi, tức là người ta đặt cọc mà đặt khi cọc nào mà mình bán đặt chín rồi á, thì bao nhiêu thì người ta trả cho một buồn mình đốn nguyên buồn đó, người ta căn ký nhiêu ta lấy nhiêu, còn ký 10.000 ta lấy rồi ký 10.000 ờ rồi dư tiền thì trả cho người ta. Ờ buồn chú nó tôi nhớ dắt nổi ra đâu, người ta đặt cọc một chú đó đó giờ chín này nãy là giờ. Bây giờ là ba buồn đó có người đặt cọc hết rồi không, đặt cọc có một buồng à, còn hai buồng chưa, còn hai buồng cái đầu bìa này đây nó còn non quá chưa đặt cọc. À vậy là một buồng bự kia là bán là được có 300 mấy thôi. 300 mấy à, rồi đi ra coi nó ăn kiểu gì nè, tiếp dữ hả? Được mấy trái rồi mà buồng chú người ta đang đặt cọc nữa, ăn buồng chú đặt cọc nữa mới chết. Thì đặt cọc thì kệ, nhưng mà nó ăn bao nhiêu thì bây giờ bảo quản lại đi rồi để đó khi nào cân ký lên chuột những... độc trời nó không cháy nứt ra cái đó ăn hết trơn vậy, phát ăn trơn, hay là đi kiếm cái túi hay cái bọc gì đó bọc lại. Làm sao mà trùm được, bây giờ nó trùm quá cái... trời nó bự luôn, nó quằn quá trời quằn. Lấy cái bao bự trùm lại chứ. Chuột vô nó ăn hoài luôn. Hay là chặt vô đi để vú trong này cho nó chín nó già rồi mà. Không được. Sao người không ta được? Là cọc rồi, giờ mình đốn là người ta lấy luôn đó, mình đốn bỏ lên cân là... Thì cho người ta lấy luôn đi chứ để chuột ăn mất cũng vậy. Nãy giờ tôi nói tôi kêu người ta mà tôi chưa thấy người ta kìa. Kêu người ta đến lấy nó ăn mất đi thì làm sao? Người ta để chín bón người ta mới đốn, mà giờ nửa chừng cái chuột nó ăn hết trơn rồi. Thì nói với người ta như vậy. Bây giờ cô chặt đi, còn không tôi chặt tôi để vú trong nhà này nè. Người ta không vú, người ta đem về dòng họ người ta. À. Ta buông chú đem về ngoài, đem về Bắc. À, là có khi là xuất quê. Khẩu, xuất khẩu vào nước ngoài. Về quê á. À. Đem về quê nguyên buồng thật á. Đâu để ra coi cái buồng coi. Con buồng giữa, buồng giữa bự nhất đó. Giữa bự nhất ha. Con ngồi đó đi, để con ra được rồi. Con gà thì sao? Gà này chắc có khả năng là có mái rồi, là mấy anh trúng này là đạp suốt ngày thôi mà. Đây. Có đâu con rồi. À đằng kia. Ơi, mẹ kêu kìa. Đằng kia cô chú anh chị. Hai con trống này là sướng nhất trong các loại gà đấy cô chú anh chị. Hả? Đưa hai em mái vô là suốt ngày đạp mái. Cá đâu? Còn trống nước cá là cái cục coi người ta ăn bữa trống hả con? À, gà đang ngon. Để ra coi bằng chuối. Tiếc cái bằng chuối vậy sao mà chuột nó ăn hết mất tiêu rồi sao? Chuột ăn hết trơn. Để ra coi nó già chưa nào. Bữa đứng xa quay. Đó bà mở cho cái ra coi thử nào. Mưa đó, mưa lắm, mưa là mờ phải bây giờ nó tạnh nào đó. Nhưng mà tí nữa lại mưa nữa cho coi. Đang đen thui đi. Đâu, có đâu, đang nguyên đây mà. À, buồng này đang nguyên. Chà, càng ngày nó càng bự ra cô chú anh chị. Chín rồi cái buồng. Buồng này đem vô được rồi đó bà ơi, chặt xuống đi. Buồng già đâu? Già rồi đó. Chưa. Lớn lắm. Chặt đi. Đi nè, con chú đang hết ba nãy rồi, ba trái nè. Trời, nó mới ăn có ba trái mà lôi gì. Đây. Chín rồi thì trả gì nó không ăn. Phải. Nó nứt ra nó chín trong chín đây nè. Ba trái đó. Đây nè, đây gì nữa nè. Nứt gì nè, chín tối nè, nứt gì chín nè. Nè. Nứt gì nó hư đó. À, nó bự quá này nó nứt. Chứ không phải chín đâu. Còn nứt nữa ra trên này trái hai trái thì nứt nữa nè. Kìa nứt thì bánh nó kìa, kìa. Hai ba trái kìa. Nứt vậy là hư chân đây nãy chú đó, nứt đó. Đó, thấy không? Ừ. À đó, hai quả chân đó. Quả chuối xin đôi à. Nứt vậy là giờ chuột ăn chân. Già rồi chứ con gì nữa ba. Như trên này già rồi nè. Đốn gì dắt lẫn cho ta đó. Bỏ một cân bao nhiêu ký tính nhiêu. Là buồng đâu nữa nhỉ? Buồng đó bán buồng đó hổm rồi đó. Buồng này bán rồi ha. Bà coi chặt cây dây xuống rồi đó. À. Vậy là còn ba buồng. Ba buồng đó. Cái này mà kể một tuần nữa là ok nhỉ? Buồng này là buồng này bán trước buồng đó. Buồng không, bà lấy cái bao ra bà trùm trên trùm buộc lên đây nè. Nứt cái gì bà trùm? Nứt cái gầm nó có trơn, bây giờ một chú này là bán trước là một chú đó bán sau đó. Chú nó chạy chỗ sau, chú nó chỗ trước nè. À là một buồng này người ta đặt 500 một buồng này. Buồng này đặt 500 một này nè. Buồng này đặt 500. Rồi đang còn thì nó ăn mất 2 3 trái của chú chị. Nó lên cho chèo trên nãy, chèo nãy nó ăn cái tha rồi, chèo nãy ăn được lắm lít chứ. Mấy con chuột này. Muốn giò chuột có chạy chứ. Mấy con chuột này láo thịt. Chạy
chạy chân, chú thấy không, chạy chứ chú chân không còn kìa. Nó chạy với chú cho nó. Nó trèo lên ăn nó tha đồ nó ăn. Trời ơi, đi ra đây làm gì hả? Đi ra đây làm gì hả? Rồi ok, vậy là lo mà sắp xếp mà chặt đi mà bán đi chứ để nó ăn mất. Bộ này chưa có già đâu nữa không? Còn nó xíu không? Còn gân mà chưa có già. Nói chung cũng dây cột nè. Cũng chưa chín lắm. Dây cột luôn. Chưa được già. Nó bên trên thì ok, bên dưới đang non nè. Trên thì già rồi, bên dưới non. Dưới là còn gân. Này tuần nữa là chín á. Chú đó là chú nó dắt nổi lợi lợi nhà người ta đó, dắt cái lắm đi tu với gì nó dắt nổi không? Hai cháu. Bà mẹ hai mẹ con kinh một chú không muốn điên luôn, kinh không nổi đâu rồi trời. Để xong tao mua hì á. Đặt ra cái tao mua hết luôn. Chặt đó, để ngoài tao mua không đủ luôn. Vậy ngon rồi. Cái bự ngàn tao lại cho người hai nải 50 kiếm chứ. Cái bao ve chai của bà, bao bự bà cứ ra bà trùm đây cháu, không việc gì đâu. Chục sao đây nè, tháo đồ ăn nè, để ra đồ ăn tháo lên nè. Trời như cái quầu dấu cẳng như gió chứ. Nè tháo nè. Nè tháo nè. Đãi giao gì cái giống gì cũng tháo lên nè. Tháo một hốc đóng xuống nè. Nhấp luôn. Rồi ok. Con đó bà sắp xếp lấy không có nó ăn hết của bà rồi, bà mà ngồi đó mà khóc. À, cái sữa với cái gạo, cái gạo là của bên anh bên Iowa. Anh Iowa nữa hả? Lại anh Iowa, nhớ anh đó không? Anh đó hỗ trợ cho mình nhiều tiền nhất đó. Rồi trợ giúp cho mình đủ thứ rồi đó. Anh cho gạo được không? Rồi bữa nay đó đó. Có bao gạo mấy chục ký? 40 kg gạo, gạo con mua gạo 18 đó. Là 720 ngàn. Có tiền không cần, chứ cần gạo cho nó ăn nó xanh nó mừng hết biết. Còn sữa với thịt với lại trứng là chị em dâu của anh hai Jimmy mua về để cho bà bỏ ra tủ lạnh đó rồi nấu thịt kho trứng mà ăn. Hoặc là nấu nhiều lên đó rồi hâm đi hâm lại ăn được mà, thịt kho trứng á. 2 kg thịt với lại 20 trứng. Mua làm chi cái đó nữa. Thì mua về để bà tẩm bổ bà cá ăn chứ. Cá ở đây biết nhiêu cá rồi nè. Thịt không có. Tẩm bổ cho con bé chồng, con bé vợ nó ăn. Cách 2-3 ngày nó xanh nè. Bụng rồi từ sáng giờ. Cho nó ăn một bữa ngon, chiều nay bà nấu đi. Nó bụng mà nó khóc rồi tôi gầu lắm. Cô cũng cảm ơn anh bên Mỹ với cô. Em dâu. Em dâu là cho gạo với cho thịt cho cá là tôi cảm ơn, rất cảm ơn hai người. Là tôi mừng dữ lắm luôn. Thùng sữa là 320 với lúc nãy mua thịt mua trứng 301 là 630 thì còn lại là 570 nữa. Làm sao nữa? Làm sao nữa? Làm sao, sao nữa? Cô cũng không hiểu luôn. Thì còn tiền mặt lại 570. Thì cô em dâu của anh hai Jimmy là cho bà là 50 đô la, đổi ra được 1,2 triệu. Cô cũng rất cảm ơn chương trình này cũng lắm luôn. Giúp đỡ cho cô được số tiền hoặc gạo thóc ăn là cô mừng dữ lắm, là cô mừng mà cô muốn khóc luôn. Mừng muốn khóc. Mừng có tiền mừng khóc, lúc này cô mừng không được nữa. Con cá nó về nó bu gì rồi lỗ cá mắm nó không đi lụm chơi chơi được luôn. Bà tập trung vào đó mình bán cá với cô cũng được. Bán cá với nó không phụ nó không. 630 thì còn 570 ha. Được rồi, tí nữa cháu sẽ đưa cho bà 570 để bà cái tiền này nè. 570 này là cái tiền mà chị ấy nói là mua cho bé này nè, với thằng Nhân hai đôi giày đi học đó hả? Để đi học, cách đó mai mốt để đi học. Cô nói để qua bên công an cô hỏi giấy tờ đây nè. Được chưa? Thì bà nhớ đi mua cho hai đứa nó nha. Con tính đưa cho mẹ nó, nhưng mẹ nó bầu bì rồi nó không mua được thì bà. Chứ này tiền này là để mua giày thì bà cứ mua chứ không phải là cất tiền trong người như không? Mua giày thì mua giày ở đây đợi nhỏ này bán đi cái mình nè. Mua cho nó hai đôi. Tức là ý của em dâu anh hai Jimmy là thương bé nhỏ này lắm nè. Là dễ thương. Hả? Thì mua rồi mua luôn hai đứa. Cô đi cảm ơn em của anh hai là để cô số tiền để cô đi mua giày hai đứa cháu cho nữa sau nó có đi học, có giày đi học. Cô cũng mừng, rất cảm ơn cô. Rồi thì gạo thóc đó có rồi, thịt thà có rồi, sữa chiếc có rồi. Này thì như vậy là tiếp tục có một cái tin vui nữa ha. Như vậy là cứ cố gắng lên. Rồi tí nữa con sẽ đưa tiền cho. Rồi có cần lấy tiền thêm không? Tí nữa con đưa 10,360,000 thì con đưa cho 360,000 đi, cho tròn 10 triệu tròn đi. Dễ nhớ. Cũng được nữa. Vậy là 570 cộng với lại 360. Chừng nào nó đối đế cái gì thì tôi mượn chú cho nó quay vợ chồng sinh đẻ gì nó sao nó trả lợi cũng được. 500 với lại
300 là 800 rồi, 76 là 130 được 930. 930. Vậy đưa cho bà hết 930 nữa đi. Là mình còn chẳng cô giữ chẳng với là tôi con đi. Giữ chẳng cho bà 10 triệu. Ha. Giữ cái đó đi. Đó là đưa số tiền nó cô không, không có chưa có gì sử dụng đâu. Rồi, 930 đủ ha. Đây là tiền của em dâu anh hai nhớ là mua giày cho hai đứa này, rồi còn dư đâu thì bà cầm đó sử dụng ha. Mua giày tiền cháu đưa cho 360 nữa. Là để đó rồi mà lo toan cuộc sống. Ở đây mới là 360. Nào lấy lại. À, đây 930 đủ nè. Đúng rồi. Rồi ok ha. Dạ cô cũng rất cảm ơn. Rồi, cô với đó là anh ấy bên bên Mỹ là cô rất cảm ơn cái vụ chương trình này, cô cũng rất mừng có số tiền này. Có gạo đồ ăn cô mừng dữ lắm luôn rồi. Rồi trước đó cũng có mấy cô chú là cũng hỗ trợ mình rồi đó, chứ cũng phải là mình hai người này, nhưng mà họ thì à quên, đang còn một phần quà à, cái đó để đưa cho con em kia. Đúng không? Có một chị cũng gửi về 500 ngàn. Chị giấu tên ở Đồng Nai gửi về 500 ngàn để hỗ trợ cho con bé kia có tiền sinh đẻ rồi mua cái này cái kia thì tí là Tàng sẽ ra đó coi nó bán như thế nào là Tàng đưa luôn cho nó ngoài kia. Rồi bà cố gắng lên nha. Đừng có suy nghĩ gì, còn thằng kia nó đi thì kệ nó đi. Khóc lóc rồi cũng ảnh hưởng sức khỏe rồi cũng vậy thôi. Ha. Đó, bây giờ là ổn rồi đó cô chú anh chị. Chú ý đang còn ha, gà đang ok cô chú anh chị yên tâm. Ừ. Làm một cá một ít rau về bỏ tủ lạnh ăn rau bằng ngon á. Mới bữa đầu bán là về là cá chết mất rồi cô chú anh chị, chắc có lẽ là cũng lỗ chứ không có lời đâu. Cũng may mà còn vốn để mà đi lấy về chứ không có đi rồi không biết sao luôn. Đó, bán đây này, hai vợ chồng bán đây. Trời ơi, ướt hết rồi, thằng kia vô mà ướt như vậy là bệnh rồi chết mẹ mày. Ếch nhái lươn là lươn chạch. À, thằng kia đang làm thịt luôn. Làm sạch sẽ ra đây rồi bán kiểu này đấy ha. Dạ. À. Đó, giờ thành là hai đại gia buôn bán cá. Ngày đầu là sớm lỗ sặc máu. Ông buôn bán cái gì mà ông để lỗ về ông kia? Tại chạy dọc đường nắng quá anh ơi. À. May mà còn có cái phương án là phơi lên chứ không có thì ông chính này là ông không biết là khi nào ông trả nợ được cho tôi đây. Làm đó. Mua rau khoai với này kia về ăn. Đó, cái chịu khó siêng năng bán đường này được cô chú nhỉ. Chiều lại là bắt đầu người ta đi về đây người ta sẽ rất là đông. Khu ok. Khu này là toàn ấy nhưng mà người ta có ăn cái cá này không? Tùy, có người thì ăn cá đồng, có người thì ăn cá biển. Đây là con cá toàn cá đồng không á. Đây là tiền của chị giấu tiền ở Đồng Nai. Hôm bữa quay lên thì chị cũng thương rồi, chị nói là hỗ trợ cho mình 500 để mai mốt mua tiền cái gì đó xin mẹ xin đẻ ha, hỗ trợ cho phục vụ xin đẻ. Dạ. Ừ. Em cảm ơn. Cảm ơn chị ở Đồng Nai. Em cảm ơn chị ở trong Đồng Nai. Chúc chị sức khỏe đã hỗ trợ em trong lúc khó khăn này. Ừ, vậy cố gắng nha. Đó, hôm nay có tiền là ok rồi đó. Tàng giải quyết cho nó xong gọn. Rồi, ok, ok, cảm ơn cô em dâu nha, cảm ơn cô em dâu của bác hai rất là nhiều, ủng hộ tiền cho các cháu, ủng hộ gạo, thóc rồi, cảm ơn anh Iowa luôn, cảm ơn chị giấu tên luôn. Cố gắng nha em. Dạ. Vạn sự khởi đầu nan, cái gì nó cũng phải có khó khăn bước đầu rồi mai mốt nó mới thành công được chứ, đúng không? Đó, có thất bại mới có thành công. Đúng rồi. Rồi cái chuyện trên công ty giải quyết xong chưa? Dạ, xong anh. Xong rồi ha. Nợ thì mình nói là từ từ em làm buôn bán thì có em trả. Dạ. Còn đừng có nản, làm cái gì cũng phải cứ cố gắng lên, từ từ nó sẽ thành công hết. Đúng không? Tại mới là ngày đầu tiên khởi nghiệp rồi. Ờ, ngày hôm nay là giữ gìn lời hứa như thế này thì anh thấy cũng ok đó. Anh để ý mấy ngày hôm nay rồi đó nha. Dạ.
mình có làm là được rồi. Còn cái chuyện mà lời nhiều hay lời ít thì cái đó mới đầu thì mình không quan tâm, nhưng từ từ thì chắc chắn sẽ có lời. Chị lấy cuộc ra luôn chị. Đang vợ được tàng cũng mua ít nhái về chắc là ôm chuối hay là ra chặt luôn vườn chuối mua về để ôm luôn để mời cả xóm ăn luôn cho rồi khỏi chuột nó tha. Cắt với mổ là càng hạn chế quay của chú anh chị, đưa lên YouTube là bị ảnh hưởng đó. Thì ngày hôm nay thì có lẽ rằng lại tiếp tục một niềm vui nữa, lại đến với kênh của Lực Tàng khi mà bà với lại hai em đây lên thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị không thích, nói thẳng ra là không thích, tại vì em nó nói này kia rồi bà cũng vậy. Nhưng mà Lực Tàng nghĩ rằng thì tất cả mọi thứ thì cuộc đời mà đâu có ai đoán trước được ngày mai ra sao của chú anh chị, thì chúng ta hãy thương nhau khi còn có thể, và biết đâu khi mà mình hỗ trợ họ như vậy họ sẽ có động lực và họ vượt qua cái khó khăn và có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn Lực Tàng thì thấy khó là Lực Tàng không thể làm ngơ được, thì cũng quay lên thì cũng cô chú ủng hộ cũng không được bao nhiêu, cũng được ít, nhưng mà cũng có hỗ trợ, như vậy là họ cũng vượt qua khó khăn. Và bây giờ thì trước mắt cô chú anh chị là cả một gia đình họ đang sống về cái nghề buôn bán này, đây cũng là do chính cô chú anh chị ban cho những cái số vốn để làm ăn. Bước đầu nó sẽ có khó khăn, nhưng em này đứa bé kia nó về đây rồi thì nó buôn bán, nó làm như vậy thì chúng ta cũng là mừng thay cho gia đình của bà đó. Còn những cái chuyện khó khăn sau này thì chắc chắn là vẫn còn, nhưng mà cứ cố gắng là sẽ thành công nha cô chú và anh chị nhé. Thì clip ngày hôm nay là Tàng cũng xin thay mặt gia đình của bà với lại hai em với lại các cháu ở đây cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều, đặc biệt trong đó có anh ở bên Iowa, em dâu của anh hai Jimmy và chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đồng Nai. Cũng như là Lực Tàng cũng cảm ơn tất cả các quý vị mạnh quân trước đó cũng đã hỗ trợ cho gia đình của bà ít nhiều gì đó. Rồi tất cả các quý vị khán giả trong kênh cũng đã luôn đồng hành và ủng hộ Lực Tàng. Lực Tàng cũng không mong mỏi gì hơn là những cái nút like, những cái nút chia sẻ và đăng ký kênh của cô chú anh chị để Lực Tàng có động lực hơn nữa trên cái cuộc đời là những chuyến đi đến với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Và đến đây thì clip của Lực Tàng cũng đã khá là dài và trời cũng đang mưa nên Lực Tàng cũng xin phép là tạm dừng clip ở đây. Chúc quý ông bà cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cuộc sống. Đến đây xin phép được tạm dừng ạ. Cảm ơn quý ông bà cô chú rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.